Dạ vâng, xin chào buổi tối tất cả anh chị. Rất vui khi chúng ta lại gặp nhau vào một buổi thứ hai đầu tuần để chia sẻ những điều mà mình nghĩ rằng là nó có thể hỗ trợ được nhiều nhất tới tất cả anh chị. Tuần trước thì chúng ta đã có một cái chuỗi bài về Elliot và cũng nhận được rất là cảm ơn vì đã nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực từ các anh chị. Hôm nay thì mình xin phép là mình sẽ tạm ngưng cái chuỗi bài đấy để sang tuần sau. Vì hôm nay rõ ràng chúng ta thấy là một phiên mà thị trường tiếp tục lại là một phiên tắm máu của không chỉ thị trường chứng khoán Việt Nam mà của cả tất cả các loại tài sản có rủi ro ở trên thị trường thế giới, thị trường toàn cầu. Có lẽ là nếu các chị theo dõi mình một cách thường xuyên thì chúng ta không bất ngờ với những cái diễn biến này. Mình tin rằng với sự cập nhật, mình tin rằng trong thời gian qua cái chiếc đồng hồ lên thị trường nó đi thực sự nó rất là cùng nhịp. Và nếu mà nói là dễ đoán thì cũng không phải là dễ đoán, nhưng gần như những diễn biến ở thời điểm tại chúng ta gần như là chúng ta đã có sự chuẩn bị, chúng ta đã có sự lường trước được, và cũng chính vì chúng ta có thể chuẩn bị, chúng ta có thể lường trước được thì nó càng khẳng định cho cái quan điểm của mình đó là cái câu chuyện là cái đồng hồ lên thị trường nó đang rất đúng nhịp. Và khi đúng nhịp như vậy thì rõ ràng là cá nhân mình nghĩ rằng là nó cũng hàm ý một cái sự biến động rất là mạnh, và trong đấy có nhiều cái biểu hiện mình nghĩ là hết sức phải đáng chú ý. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, đó là phân bổ tài sản theo cái chu kỳ kinh tế. Không biết là nó đọc nhìn qua cái tiêu đề này này thì các chị có thể thấy nó không liên, có thể không liên quan lắm tới thị trường hiện tại, nhưng mà mình cần nói tại vì trong thời gian vừa qua là nhiều chị hỏi mình là ví dụ như là có nên đầu tư chứng khoán nữa hay không. Đấy là câu hỏi đầu tiên nhiều anh chị lắm. Thì câu trả lời của mình là từ đầu năm 2020 ấy, những khách hàng, những anh chị mà có gọi cho mình chat với mình, những chị bảo là anh chuyển kênh này, chuyển kênh kia, em thông cảm được không? Ý là không phải thông cảm, nhưng là anh báo trước như vậy để em được buồn. Mình nói là mình cũng thực sự rất là ủng hộ. Và tại sao lại mình lại có cái sự ủng hộ đấy và khuyến nghị khách hàng là phân bổ tỷ trọng và tỷ trọng như thế nào? Thì đấy, nó cũng có phương pháp của nó. Có những cái phương pháp gì thì lát nữa mình nói. Rồi các chị, trong thời gian vừa qua, các chị còn ở lại thị trường thì chị nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu như thế nào? Rồi khi mà các chị đã còn trên thị trường mà thắng trong thời gian qua thì cũng có nhiều anh chị bảo là thôi cần gì phải nhìn thị trường, bởi vì thị trường tăng, thị trường giảm trong thời gian vừa qua nhưng vẫn có má những má cho ăn, nhưng mà đấy trong tầm radar, trong tầm quan sát của chúng ta. Nhưng các chị cần phải hiểu là không phải là giai đoạn thị trường nào ấy nó cũng như thế, và không có cái chuyện là chúng ta không nhìn thị trường được. Và cái thị trường ở cái giai đoạn đấy cho cái nhóm cổ phiếu đấy cho ăn và cái phương pháp của cổ phiếu đấy cho ăn. Nhưng nếu chúng ta ứng dụng, tiếp tục áp dụng cái phương pháp đấy trong thời gian, trong cái quãng đường sắp tới thì liệu có ổn không? Thì cá nhân mình nghĩ là thị trường nó luôn biến đổi. Và nếu chúng ta tiếp tục mà ứng dụng một phương pháp và chúng ta nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta chọn cổ phiếu tốt hơn thị trường vân vân, và thị trường cho chúng ta duy trì phương pháp đấy thì nó là không ổn. Đấy, cũng có rất nhiều người nói với mình vậy, tại vì sóng hồi vừa qua là nhiều mã cổ phiếu cho ăn nhiều đấy, thì mọi người lại nghĩ là cái phương pháp của mình đúng và không cần nhìn thị trường. Thì nó có đúng hay không thì lát nữa mình cũng sẽ trình bày cái đấy. Và quan trọng nhất là chúng ta cũng hình dung được ở đâu chúng ta ra được những cái quyết định. Thứ nhất là phân bổ tài sản giữa các kênh, cổ phiếu là một kênh thì bao nhiêu là phù hợp với kênh cổ phiếu thì hiện tại. Cái thứ hai đó là nếu mà cổ phiếu ấy thì trong thị trường cổ phiếu tỷ trọng cổ phiếu bao nhiêu, tiền mặt bao nhiêu là phù hợp, và trong nếu chúng ta giữ một cổ phiếu thì ngành nào nó là phù hợp. Đấy là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải làm rõ trong cái buổi ngày hôm nay. Và trong cái bối cảnh hiện tại thì phương pháp đầu tư nào là cái phương pháp đầu tư nó phù hợp. Và các chị hãy nhớ là ở bối cảnh nhất định thì cái phương pháp đầu tư nhất định nó mang đến cái hiệu quả, chứ không phải là chúng ta thắng và chúng ta giống như kiểu là chúng ta nhìn cây thôi mà không thấy rừng, hoặc là chúng ta chỉ nhìn một quãng nhỏ mà chúng ta không thấy cái bối cảnh lớn và chúng ta không cập nhật cái phương pháp của chúng ta. Có thể là cái phương pháp hiện tại nó tốt nhưng mà trong tương lai thì nó không tốt. Thì ở đây thì mình cũng sẽ đánh giá sơ qua về những cái mà chúng ta hay nói. Đầu tiên là góc nhìn lên thị trường và thị trường Việt Nam một chút, nói chung là về thị trường. Thứ hai là mình nói về phương pháp là phân bổ tài sản. Cái câu chuyện là bây giờ các chị hỏi là dành bao nhiêu phần trăm cho chứng khoán. Cái câu chuyện thứ ba là đơn chuyển nhóm ngành. Thì trong chứng khoán hiện tại chúng ta, cái diễn biến tiếp theo nó sẽ luân chuyển vào đâu, và cuối cùng là một cái chiến lược đầu tư phù hợp cho cái bối cảnh hiện tại.
này nó cũng giống như vừa vừa review nhưng mà vừa mình nghĩ là nó cũng mang ít nhiều cái hàm ý về cái câu chuyện là edu trong này, nghĩa là có chút gì đấy về mặt lý thuyết trong này. Các chị cứ thử áp dụng đúng theo cái này, mình nghĩ là theo kinh nghiệm của mình nó cũng sẽ khá tốt. Ở dưới góc nhìn lên thị trường thì mình nghĩ rằng là có bất ngờ hay không, mình nghĩ là nếu anh chị theo dõi mình thì không bất ngờ, ta nói ra rả về điều này rồi. Chiếc đồng hồ lên thị trường nó vẫn rất đúng nhịp. Nổi bật nhất là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt đỉnh 2018. Các kỳ hạn khác thì mình cũng thấy có, và thị trường trái phiếu này nó nảy sinh nhiều vấn đề lắm. Và chúng ta thấy là nó có cả hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược. Chúng ta nhìn các cái kỳ hạn ngắn, kỳ hạn 1 năm, kỳ hạn 2 năm, nó cũng tăng, thậm chí là tăng nhiều hơn kỳ hạn 10 năm trong thời gian vừa qua. Cái vấn đề cái này này, nó thực sự ấy, nó là một cái mà các anh chị thực sự là nếu mà muốn trading bằng lên thị trường ấy, là anh chị phải có sự dự đoán, nghĩa là chúng ta có sự dự đoán một vĩ mô, chứ không phải là cái chuyện là à, nó tăng này rồi chúng ta mới đi giải thích là thị trường giảm vì lý do này. Lúc đấy thì thực sự nó đã quá muộn rồi. Ví dụ như ta thấy là trong thời gian vừa qua, tại sao mình nhìn nhận là đấy, cái đồng hồ lên thị trường nó chỉ là một cái ngưng lại thôi, nghĩa là nó đây là đoạn điều chỉnh, sau đó thị trường tự chứng khoán toàn cầu hồi đúng không, nhưng nó không phải là cái xu hướng chính đấy. Thì chúng ta phải nhìn nhận vĩ mô, chúng ta nhìn nhận cái vị trí của các loại tài sản, chúng ta nhìn nhận bối cảnh đấy. Thì cái đoạn này thì có nhiều người bảo là lợi suất trái phiếu đạt đỉnh rồi không phải lo nữa chẳng hạn, nhưng mình nói không, cái này là sự điều chỉnh bình thường thôi. Và ví dụ như là nhiều người cũng bảo là nhận định rằng là thị trường chứng khoán toàn cầu đã có sự phục hồi tạo đáy rồi, nhưng mình nói không. Thì tại sao mình nói được như vậy? Tại vì chúng ta phải nhìn vào cái bối cảnh thì nay mình không nói kỹ, thì mình cũng dành nhiều thời gian hơn về cái kỹ thuật mà chúng ta phân bổ cái tỷ trọng. Nhưng mà đấy, nghĩa là để thắng ở trong cái game lên thị trường này, chúng ta phải mang cái tính dự đoán cao. Tại sao chúng ta chỉ nói đây là sóng hồi? Tại sao chúng ta nói về cái câu chuyện là lợi suất trái phiếu này nó chỉ là một cái nhịp chỉnh sau đó tăng tiếp? Tại sao chúng ta nói về đô la index cũng chỉ là, mặc dù nó chỉnh rất mạnh nhé, nhưng tại sao chúng ta cũng vẫn nói nó là đây là cái câu chuyện mà chỉ là điều chỉnh nhất thời rồi sau đó là sẽ có thể đi tiếp? Và đây chúng ta thấy này, đô la index vượt đỉnh nhiều năm, vượt đỉnh 2016 2017 đấy, rồi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt đỉnh 2018 và có hiện tượng là đường cong lợi suất đảo ngược. Đấy là những dấu hiệu rất là xấu, và trong một cái dấu hiệu lên thị trường rất là xấu, và trong một cái phạm vi của buổi này hôm nay thì mình không có nói hết được nó cụ thể nó như thế nào, nhưng theo dõi thường xuyên thì anh chị cũng ít nhiều nắm được các ý này. Và như chúng ta thấy là đấy, những cái diễn biến như vậy thì nó sẽ xảy ra như thế nào, đó là chứng khoán giảm mạnh, đương nhiên là chứng khoán giảm mạnh. Đây, chúng ta nhìn cái chỉ số S&P 500 thì gần như là muốn thủng đáy. S&P 500, Dow Jones thì chúng ta cũng thấy như vậy, gần như là chúng ta thấy là muốn thủng đáy, test đáy. Các thị trường khác chúng ta thấy là như Việt, các thị trường châu Á hôm nay này, thì như Việt Nam hôm nay chúng ta thấy là giảm hơn 4%. Điều đấy chúng ta đoán được hay không? Mình không chắc là nó sẽ xảy ra ngày nào, nhưng chúng ta theo dõi, chúng ta đã đoán được bằng cách là chúng ta quan sát sự luân chuyển của các loại tài sản. Rồi khi mà chứng khoán rất mạnh như vậy thì các thị trường khác chúng ta thấy là tiền tiền số thì sao? Chúng ta thấy Bitcoin rất cực kỳ mạnh. Bitcoin hôm nay xuyên thủng ngưỡng 25.000 và tiếp tục là chúng ta thấy là có dấu hiệu là đi xuống nữa. Chúng ta rất cực kỳ mạnh. Thị trường các loại tài sản có rủi ro rất cực kỳ mạnh. Và trong cái bối cảnh đấy thì chúng ta thấy rằng là lạm phát tăng rất là cao, với giá cả hàng hóa chúng ta thấy là chỉ số giá hàng hóa chúng ta thấy là đang neo ở mốc cực kỳ cao, cực kỳ cao, và nó thậm chí là nó đang leo về cái mốc mà trước cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2018, 2008, 2009, và thậm chí là test, và mình nghĩ là cũng sắp vượt cái đỉnh này. Thì đối với thị trường hàng hóa, như hôm trước chúng ta ứng dụng cái lý thuyết sóng Elliott chúng ta học thì sao ạ? Đó là thị trường hàng hóa là sóng năm là sóng mạnh nhất, đúng không ạ? Nên là có thể là sóng này ở dừng ở đâu chúng ta không biết. Nhưng cái thị trường hàng hóa ở đây hiện tại mà để mà thực sự mà chúng ta quan sát ấy, thì thực sự mà nói có nên đầu tư vào cổ phiếu hàng hóa nữa hay không thì cá nhân mình là không nên. Tại sao ạ? Tại vì hiện tại là sóng năm thì đương nhiên như chúng ta hôm trước chúng ta nói Elliott là thị trường cổ phiếu, thị trường tiền tệ mạnh nhất là sóng 3, thị trường hàng hóa mạnh nhất là sóng 5, đúng không ạ? Thì sóng 5 có thể nó tăng tiếp, giá dầu có thể tăng tiếp, giá tất tần tật nó có thể tăng tiếp. Nhưng như thế thì nó có hai chuyện, một là thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu ấy, sẽ yếu, nên là chơi của cứng cổ phiếu đấy không có lợi. Và thứ hai là nó đạt đỉnh lúc nào không biết đâu. Nghĩa là bây giờ nó đã là cái đối tượng là kẻ thù của các ngân hàng trung ương rồi, thì có thể nó sẽ có khả năng đạt đỉnh một cách bất thình lình. Nên chơi cổ phiếu hàng hóa thì hiện tại cá nhân mình nghĩ nó không phải là một cái ý mà nó quá hay.
Đấy, đấy là góc nhìn lên thị trường thôi, nó cũng giống như cách chúng ta review thôi, nó có gì phức tạp đâu. Nhưng có một cái đặc điểm ở cái game này này, nghĩa là nó hoàn toàn dễ giải thích. Như cái chị bảo là bond yield này tăng vượt đỉnh là có hại cho chứng khoán đúng không ạ? Vậy chúng ta làm sao chúng ta dự đoán được và chúng ta đặt cược vào cái cửa đấy. Và như chúng ta thấy là đấy, chúng ta cái chị thấy review là cũng không phải là chúng ta đoán hoàn toàn là 100%, nhưng khả năng là chúng ta thấy là chúng ta cùng nhau đi thì xác suất đúng rất là cao, xác suất đúng rất là cao, và chúng ta có những cảnh báo sớm đối với nhau. Thì cái key ở cái câu chuyện này này là các chị không phải là chúng ta giải thích là cái này tăng cái kia giảm, mà là cái câu chuyện là chúng ta phải đoán được nó. Khi câu chuyện đoán được nó thì sẽ có nhiều cái, nhưng một một trong những cái đấy là chúng ta phải theo dõi thường xuyên, chúng ta nắm cái bối cảnh. Nhưng một trong những cái nữa là mình nghĩ là chúng ta nên nhìn vào cái có một cái sen nào đấy, có một cái cảm giác nào đấy, bằng cách là chúng ta phải tìm hiểu về lịch sử nhiều, về lịch sử nhiều, nghĩa là ở đây giống như là lịch sử, đây không phải là lịch sử xa, nhưng mà lịch sử của Fed, lịch sử của những cái quyết định, lịch sử của những cuộc suy thoái, lịch sử của những cái cuộc lạm phát cao. Thì có một cái mà mình thực sự là mình trước đấy là mình đã nghi ngờ rồi, nhưng mà đây là cái chia sẻ cá nhân thôi, cái chia sẻ cá nhân thôi, thì tại sao mà mình lại dám đặt cược rất nhiều. Thậm chí mình cái sóng này đáng lẽ là mình nghĩ rằng là nó sẽ có cử vượt, nhưng mà mình chưa tự tin khi mà cho tới đầu tháng 6 bà Yellen, là bây giờ là Bộ trưởng Bộ Tài chính đúng không? Trước kia là cũng là Chủ tịch Fed đúng không ạ? Thì bà thừa nhận là bà sai trong cái việc là bà nhìn nhận về cái lạm phát của Mỹ và cái thị trường việc làm. Bà nói là bà không hiểu hoàn toàn cái bối cảnh ở thì hiện tại. Thì đấy, nên là khi mà một cái quan chức của Fed thì mình nhớ ngay tới cái câu chuyện đó, là một cái bài học thuyết của Bernanke. Đây là học thuyết của Bernanke năm 2002, thì trong cuốn Lên thị trường chúng ta có đề cập. Thì ông nói là trong cái cuốn cuốn trong một cái bài phát biểu năm 2002 là lạm phát đảm bảo rằng là nó không có xảy ra ở đây. Thì đây là cái lần đầu tiên mà cái từ deflation, từ lạm phát ấy, là ông Bernanke này, bây giờ chúng ta dùng cái từ này này là ông Bernanke. Còn lúc đấy là mình nghĩ là hình như mình nhớ là chủ tịch bang của Fed hay sao ấy? Nhớ không 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 rõ lắm, rồi chưa chưa phải là chủ tịch chưa phải là chủ tịch Fed luôn. Thì ông cái từ deflation, từ giảm phát này này, là ông này cái học thuyết của Bernanke đấy. Thì cái đợt đấy ông cũng bảo là ông nhắc tới cái từ giảm phát, nhắc tới cái gì giảm phát, và trong cái bài phát biểu này này thì ông thừa nhận về cái nguy cơ giảm phát. Và sau đấy là nếu chị có nghiên cứu lại thì cái giai đoạn cùng cái giai đoạn từ năm 2002 trở đi 2000 tới năm 2005 ấy, là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn Mỹ toàn cầu là xuất hiện cái nỗi lo giảm phát, và nó xuất phát chính từ từ Nhật Bản đấy. Thì chị có thể đọc lại, thì một khi mà quan chức Fed họ đã thừa nhận như vậy thì cái bối cảnh nó rất là tệ. Nên là nhiều người bảo là lạm phát đạt đỉnh, nhưng cái cá nhân mình vừa quan sát bối cảnh, vừa quan sát thấy bà Yellen bà ấy phát biểu như vậy, mình có cảm giác rằng là mọi chuyện nó sẽ tệ hơn. Cá nhân mình thì về cái câu chuyện, về cách nhận định chia sẻ của mình thì là như vậy. Vậy thì mình cũng đặt lại một vấn đề này, đặt lại một vấn đề. Nhiều chuyên gia mình thấy là họ rất là lạc quan, họ nhìn nhận bối cảnh rất là hời hợt. Mình thực sự là đôi khi cũng có người, nhiều người bảo mình là chuyên gia, nhưng mà nếu mà thực sự là chuyên gia trên báo gồm những người như vậy, mình không dám xếp chung như vậy. Họ hời hợt, họ lạc quan một cách đáng sợ đấy. Và mình cũng không hiểu tại sao truyền thông trong nước không không trích dẫn nhiều cái câu chuyện của bà Yellen ở đây. Nhưng một khi mình đọc thấy cái câu chuyện đấy, mình đặt ngược lại vấn đề này, đấy là bà Yellen bà còn dám thẳng thắn thừa nhận là bà sai như vậy, thì tất cả chúng ta là người bình thường, là người cùng nhau trao đổi, là người phân tích, hay những người gắn mác chuyên gia, chúng ta hãy thử nhìn lại mình đi, là chúng ta có quá tự tin hay không trong cái việc là đưa ra những dự báo. Và nhà đầu tư F0 rất là khổ, nhà đầu tư mới rất là khổ, họ hàng ngày họ trên truyền thông mà phải, họ đâu có thực sự là không phải ai cũng có đủ cái kiến thức để họ nhìn nhận, họ đánh giá cái đấy. Thì đôi khi là họ phải bắt gặp trên truyền thông những mẩu tin mà rất là độc hại, cắn vào những mẩu tin rất là độc hại đấy. Thì mình đặt lại vấn đề như vậy trong cái chuyện là chúng ta nhận định. Nên với cái bối cảnh ở hiện tại, nãy lên thị trường chúng ta nói rồi, rồi những cái con người mà chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta đi theo mà ở mang cái tầm là tầm thế giới, những người hàng đầu như vậy, họ nhận định, họ nhận sai, rồi họ nhận định, họ không hiểu như vậy, thì chúng ta hãy nên là người nhận định hay là nhà đầu tư cá nhân thì cũng hãy hiểu rằng đây là một thời điểm rất khó để dự báo, rất khó để dự báo.
chúng ta là chuyên gia, chúng ta là nhà hoạch định chính sách, chúng ta hay là chúng ta là reviewer, chúng ta là người khuyến nghị, chúng ta là môi giới, vân vân, thì hãy hiểu rằng là đây là cái thời điểm mà nó rất khó để dự báo. Đấy. Thì trong một thời điểm rất khó dự báo như vậy thì những tài sản rủi ro thì nó rơi là bình thường thôi. Thì 3 4 tuần rơi phục hồi thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng ta mình cũng đã đưa ra nhận định rồi. Đâu đấy mình không biết là cái nhịp hồi nó ở đâu, nhưng mà mình thấy nhịp hồi này, mình đoán được nhịp hồi không? Mình chắc chắn với anh chị tới là mình đoán được 1 tới 3 tuần, đoán được nhóm cổ phiếu hưởng lợi hay không, cổ phiếu tăng mạnh hay không, mình đoán được. Các anh chị có thể xem lại những bài review của mình hoặc là những cái bài trả lời của mình trên báo vanh vách về dầu khí, về cổ phiếu nguyên vật liệu, về cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu, về điện nước, về tiện ích. Đấy, đấy là những nhóm cổ phiếu. Chúng ta nhìn rất là rõ như vậy, nhưng tại sao chúng ta không tham gia? Bởi vì mình nói rồi, đó là mình nhìn trong 4 tuần phục hồi, 3 4 tuần phục hồi thị trường nó chả có gì khác cả. Chưa có lúc nào mà thị trường có quá 30% cổ phiếu mà trên đường ngày mai 200 cả. Đúng không? Rồi thị trường Mỹ sau phiên hôm nay nó còn 23%. Các chị đoán xem là thị trường Mỹ bây giờ còn bao nhiêu phần trăm cổ phiếu trên đường ngày mai 200. Theo con số hôm qua là mình thấy S&P 500 là còn 11%. Tối nay mình thấy là future đang giảm và mình nghĩ là sẽ giảm tiếp đi. Thùng đáy thì mình nghĩ nó khoảng 5%. Như vậy là một bear market rất là mạnh. Mà trong một cái bear market mạnh như vậy thì chẳng có lý do gì để mình tham gia cả. Chẳng có lý do mình tham gia. Các chị tham gia vào những nhóm ngành mà các chị thấy nó mạnh đúng không ạ? Nhưng mà các chị có lời đúng không ạ? Nhưng nếu các chị như vậy thì hãy nán lại một chút để xem rằng mình hiểu rõ cái cách vận động ở thị trường hiện tại hay không, hay là chúng ta chỉ có may mắn chúng ta kiếm được lời. Và nếu chúng ta giữ cái cách giao dịch như vậy thì rất có thể là sẽ lỗ nặng ở trong cái giai đoạn tiếp theo. Đấy. Thì cá nhân mình á, mình nghĩ rằng là thị trường nó chưa vào cái giai đoạn khắc nghiệt nhất, chưa vào cái giai đoạn rơi khắc nghiệt nhất. Thì nghĩ là cái giai đoạn rơi đầu tiên này, này. Mình không nói là nó mới chỉ rơi chút xíu nhé, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái nhịp này này nó là một cái nhịp bear trap. Nhịp 3-4 tuần qua này chúng ta đã xuất hiện cái tâm lý là return to normal rồi. Thì trong cái nhịp này này, trong cái nhịp này ở đây nó vẽ nó hơi ghê ghê nhé, thì cũng có thể là nó không còn rơi nhiều nữa đâu, mà có thể là cái nhịp này nó đã ở đây rồi, nó ở đây rồi rơi 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 tiếp theo. Nhưng mà đây cái hình vẽ này nó mới chỉ chớm thì nó hơi ghê. Thì thực sự mà nói là vẫn còn những cái cổ phiếu nhất định nó đi ngược lại với thị trường. Đây chúng ta tạm gọi là cái nhịp hoảng loạn đầu tiên đi, thì nó vẫn có những cổ phiếu nhất định. Tại vì sao? Tiền nó vẫn còn ở đây, tiền nó vẫn còn ở trong thị trường ở một mức độ nhất định, và tiền thì nó vẫn vào một số nhóm cổ phiếu nhất định. Nhưng nếu xuất hiện nhịp rơi tiếp theo và thùng đáy, nó bước vào một cái pha hoa hoảng sợ ấy, thì gần như mình quan sát thấy theo kinh nghiệm của mình không có cổ phiếu nào đi ngược cả, và gần như rất ít cổ phiếu đi ngược lại thị trường. Nên thực sự là nếu mà thị trường nó rơi vào pha giảm tiếp theo, hôm nay đã là dấu hiệu rất là rõ rồi đấy, thì đấy thì trong cái sóng tiếp theo chúng ta tham gia bắt đáy, chúng ta đánh những cái game đi ngược, chúng ta đánh những cái cổ phiếu hút tiền này, chết, mình nghĩ là sẽ chết, nghĩa là chết đây nghĩa là sẽ lỗ. Và các chị, nếu mà các chị làm mới thì các chị mới giữ được cái sự tự tin, đó là ở cái phương pháp của chị vẫn có thể kiếm tiền trong cái giai đoạn hoảng. Nhưng mà mình không biết là cái giai đoạn hoảng có xảy ra không, nhưng mà nếu xảy ra giai đoạn hoảng tiếp theo là không có, rất là ít cái cổ phiếu đi ngược. Và các chị nếu các chị áp dụng cái phương pháp như break khỏi nền đó, cổ phiếu khỏe, cổ phiếu tăng trưởng đúng không ạ, chết chắc chắn. Tại vì có những giai đoạn ấy, break lên 1-2 cây xong đạp xuống 3-4 cây thủng nền, chuyện đấy là chuyện bình thường. Chúng ta có bắt đáy đúng không ạ, sàn 3-4 cây, chuyện đấy chuyện bình thường, có những giai đoạn như vậy và nó không đâu xa, nó có những giai đoạn như vậy rất gần đây nó đã xảy ra rồi. Ở đây chúng ta không phải là quá bi quan đâu, nhưng mà thực sự để nói về so sánh giai đoạn hiện tại với năm 2018 ấy, thì giai đoạn nào xấu hơn thì có lẽ là mình nghĩ là sẽ là giai đoạn ở thời điểm tại. Tại vì nếu mà thực sự là nếu mà nhìn vào cái vĩ mô ở hiện tại, cái diễn biến ở hiện tại, thì mình nghĩ rằng là sẽ mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách cá nhân mình đánh giá là nó tệ hơn, từ sự luân chuyển của các loại tài sản, từ vĩ mô thế giới cho tới diễn biến địa chính trị, thì mình sẽ nghĩ rằng là nó sẽ tệ hơn đấy. Còn dự đoán về đâu thì mình cũng không biết, nhưng mà theo cách rơi như vậy thì giả sử những kịch bản là thùng đáy, giả sử thùng đáy đi thì mình nghĩ là nó cũng bình thường, giả sử như vậy nhé. Còn tự đương nhiên là trong quá trình quan sát thị trường chúng ta sẽ cập nhật, hoặc là nếu mà rơi về, nếu ta nói từ min ấy, thì ngàn ngàn mốt, hoặc là thậm chí có một số chuyên gia đưa ra 900, cá nhân mình nghĩ là nếu có nó cũng không có gì là lạ cả. Ở đây nghĩa là mình nghĩ rằng là chúng ta phải chấp nhận tất cả những kịch bản nếu nó xấu, bởi vì
lật lại trên này này, ở đây là giai đoạn ấy, là mình thấy rằng là rất là khó để đưa ra những cái dự báo sự biến động là rất lớn. Đó là về thị trường thôi. Còn nếu mà thị trường như vậy thì như thế nào? Thì mình hay hay tiếp cận ở trên cái phương pháp đầu tư là theo chu kỳ. Cái này các chị có thể tìm hiểu. Thì chu kỳ nó bao gồm là quá trình sớm của quá trình, đây gọi là quá trình phục hồi này, quá trình hưng thịnh này, đây là quá trình tăng trưởng chậm lại này, và đây là cái quá trình suy thoái. Thì nếu mà nhìn trên cái bản đồ này này, thì gần như các nước lớn ở trên thế giới ấy, đây là nó cập nhật vào đầu quý 2, nhưng mà nghĩ là đầu quý 3 thì nghĩ là nó đã đến đây rồi. Nghĩa là bắt đầu là bước vào cái quá trình mà chúng ta thấy là bắt đầu là chậm lại suy thoái. Có thể là trong mỗi cái chu kỳ ấy, nó không có cái giai đoạn khủng hoảng này, có hoặc là không có, có hoặc là không có, nhưng đấy thì có thể là mình nghĩ rằng là nhiều tới quý 3 này này là nhiều cái nền kinh tế đã bước vào cái quá trình là bắt đầu là suy thoái rồi. Suy thoái có dẫn đến khủng hoảng không thì không biết. Còn với ông Trung Quốc này này thì tại sao bây giờ chứng khoán Trung Quốc tốt đó? Tại vì gần như là nền kinh tế Trung Quốc nó đã tạo đáy, đi lên hay chưa thì không biết, nhưng gần như là chúng ta thấy là đã tạo đáy, và như vậy thì chứng khoán đi trước. Thì có thể là bây giờ ông Trung Quốc này riêng thì có thể là ông Trung Quốc là một trong những ông mà có cái thị trường chứng khoán mình nghĩ là ổn nhất, ổn nhất, cá nhân mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà ông Trung Quốc này thì mình nghĩ là thị trường chứng khoán này nó không ảnh hưởng nhiều tới thị trường chứng khoán thế giới như là cái nền kinh tế Trung Quốc, nên là đây có lẽ là cũng chỉ là cái quan sát cái thị trường chứng khoán Trung Quốc thôi. Đấy, còn tất nhiên là chúng ta không chơi đây này, tất nhiên là chúng ta cũng không chơi đây, nhưng mà đấy mình nghĩ là xét về cái chu kỳ, vị trí chu kỳ nền kinh tế thì Trung Quốc hiện tại là thuận với chứng khoán nhất, còn đâu các nền kinh tế lớn mình nghĩ là đều đều không thuận. Còn Việt Nam thì mình nghĩ là nó đang đi tới đoạn này rồi, nếu nguyên tắc là chậm hơn các nước khác khoảng 6 tháng thì nó đi tới đoạn này đấy. Và nếu mà cái bối cảnh là tăng lãi suất thì có thể là chúng ta cũng gặp nền kinh tế, chúng ta có thể gặp áp lực, chúng ta có thể là không đi vào những cái pha này, nhưng mà cũng có thể là có tùy nền kinh tế nhé, nó cũng không thể đi hết những cái chuỗi của pha này đâu, nhưng mà bảo là cái quá trình là tiếp tục đi lên nữa, hưng thịnh thêm nữa. Hưng thịnh ở đây nó không có nghĩa là giàu không ấy đấy đâu, nghĩa là trong một cái chu kỳ nó có lên có xuống ấy, nghĩa là nó đi lên thì nó cũng đi theo hình sin ấy, thì những cái từ ý nghĩa như vậy, nó là như vậy. Thì đầu tiên ấy, là nếu phải nhìn về góc độ phân bổ tài sản á, phân bổ tài sản á, thì thực tế là ở đây thì các chị có thể là theo dõi kỹ slide này nhé, mình làm biếng đọc á, nghĩa là cũng cũng tốn thời gian để đọc. Nhưng mà cái giai đoạn người ta nói là dễ chơi cổ phiếu nhất á, là giai đoạn sớm của quá trình hồi phục. Lúc này cái tỷ trọng cho cổ phiếu chúng ta là khoảng 70 tới 100% là được. Giai đoạn hưng thịnh này rồi này thì nó khoảng 50 80%, khi suy thoái chúng ta 30 50%. Suy thoái tăng trưởng chậm lại đấy. Còn khủng hoảng thì không biết, nếu mà khủng hoảng thì là khoảng 30 không tới 30% cổ phiếu. Nên thực sự là nếu mà chúng ta ở giai đoạn này này thì cá nhân mình nghĩ rằng là nếu nền kinh tế thế giới ở giai đoạn này và chúng ta là có thể là gặp áp lực ấy, thì đâu đó chúng ta có thể đoạn giữa này này, đoạn giữa này này, thì mình nghĩ rằng là cái tỷ trọng cổ phiếu của chúng ta hiện tại nó chỉ nên tối đa là 50% tổng tài sản, còn đâu chúng ta đi làm việc khác 40 50% tổng tài sản là được. Ví dụ chúng ta có 10 tỷ là tiền đầu tư nhé, tiền đầu tư thì hiện tại chúng ta nghĩ là chúng ta mình nghĩ là chúng ta dành tối đa 5 tỷ cho chứng khoán. Đấy là cái câu chuyện là phân bổ về tài sản đầu tư khác. Đầu tiên đấy là cổ phiếu là cái kênh đầu tư, chứ còn không phải lúc nào cũng thuận. Và như là mình có nói về cái câu chuyện là nhiều chị hỏi mình là tiền ấy anh đập hết vào cổ phiếu hay đâu đi, mình bảo là anh tìm những cái kênh khác đi. Và nếu mà chuẩn mực thì đấy, bây giờ cái chị có 10 tỷ, chị đầu tư tối đa 4 đến 5 tỷ vào cổ phiếu thôi, còn đâu chúng ta cái kênh khác. Kênh thì có nhiều kênh đúng không ạ, thì cũng có mỗi cái giai đoạn thì nó cũng sẽ có những cái kênh khác khác nhau, nó thuận lợi. Ví dụ như là giai đoạn suy thoái, giai đoạn khủng hoảng thì chả có gì tốt bằng fixed income, chả bao giờ tốt bằng tiền, tiền mặt là vua ở giai đoạn khủng hoảng đúng không ạ. Thì cái đấy là chúng ta sẽ nói một cái bài ở trong một cái bài khác, nhưng ở hiện tại mình nghĩ là chúng ta dành 40 50% cái tỷ trọng vào thị trường cổ phiếu thôi. Và nếu cái chị ở thị trường cổ phiếu thì anh chị biết rồi thì luân chuyển nhóm ngành như thế nào. Sở dĩ mình nói là nếu mà đoạn rơi tiếp theo thì thị trường có thể là sẽ nó độ rộng nó càng hẹp hơn đó. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng là cái việc mà Mỹ lạm phát quá kỳ vọng đó, nó sẽ khiến cho cái tâm lý toàn cầu đó. Đây là cái luân chuyển nhóm ngành chúng ta đã thấy rất rõ đúng không ạ? Thì ở giai đoạn tới mình nghĩ rằng là nó sẽ luân chuyển một cách thậm chí nó còn tiêu cực hơn.
Nghĩa là chỉ có những ngành mà ở đâu đó mớm mớm suy thoái, mớm mớm khủng hoảng á, là nó được ưa chuộng và mang tính phòng thủ rất là cao. Nó dùng hàng tiêu dùng thiết yếu này, chăm sóc sức khỏe và nhóm ngành tiện ích, điện nước. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư hoàn toàn vào đây và lúc nào đầu tư cũng được, mà nghĩa là ở đây nói như vậy nghĩa là những cái nhóm này này nó có thể khỏe hơn thị trường chung mà thôi, nhưng khi mà rơi ấy, thì có thể là trong quá trình sắp tới là rơi cả, nhưng mà nó khỏe hơn thị trường chung thì ok, thị trường ngừng rơi đúng không ạ, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ lượm lặt những cái cổ phiếu này ở những vùng giá hợp lý về mặt kỹ thuật, vùng thị trường hợp lý này, hợp lý mặt kỹ thuật này, và định giá thì có vẻ là hợp lý. Và ở đây nó có hàm ý nghĩa là gì? Nghĩa là đây những cổ phiếu này, ví dụ nguyên vật liệu và năng lượng ở đây này, dầu khí rồi hóa chất rồi họ phân bón rồi thủy hải sản, chúng ta có thể chơi được ở cái giai đoạn 2-3 tháng vừa qua đúng không ạ, thì bây giờ cá nhân mình nghĩ là hạn chế, tuyệt đối là không mua mới, không mua mới, không mua mới, bởi vì cái sự luân chuyển ở trong thời gian tới ấy, thậm chí nó còn gắt hơn và nó chỉ tập trung mình nghĩ là vào nhóm phòng thủ và nhóm cổ tức cao, và những cái này này nó có vẻ là nó sẽ tích cực hơn so với mặt bằng chung của thị trường, đây là những cái nhóm này này, nhưng nó cũng có thể rơi rơi rồi nó có thể là tích cực hơn thôi, nhưng mà nó vẫn có thể rơi, nên là giả sử chơi những nhóm này thì chúng ta cũng phải thực sự là quan sát thị trường, là quan sát thị trường, là mua vùng hợp lý về mặt kỹ thuật của thị trường và cổ phiếu và có định giá, nhìn chung là phải hợp lý khi tham gia chứ không thể tham gia một cách tùy tiện được. Và khi mà thị trường rơi cái cách như này này, độ rộng nó hẹp lại đúng không ạ, đoạn rơi tiếp theo giả sử độ rộng nó hẹp lại thì những cái cổ phiếu cho ăn vừa qua, cái phương pháp cho ăn vừa qua đôi khi là các chị phải sửa, chứ không thể là không thể nào ấy, mà giữ được y nguyên những nguyên tắc đấy. Ví dụ như cái đoạn hồi đây này, cái đoạn hồi này return to normal này, như chị bảo là vẫn có cổ phiếu chơi anh ăn 30 40 50% được, nhiều người nói mà như vậy một người nhé, thì và anh có gì đâu mà phải để ý với thị trường, tại vì là vẫn đánh break được, mấy ngón này nó vẫn tăng trưởng chơi được, nhưng tuyệt đối là sắp tới nếu bước giai đoạn sang nhịp giảm mới thì nhịp giảm mới này nó sẽ không như cái nhịp giảm đấy, và các chị hãy cẩn thận là nếu chị vẫn cứ giữ cái phương pháp giao dịch như vậy ấy, là có thể khả năng là thua lỗ nặng, hoặc là nếu mà cứ margin đúng không ạ, margin xong giảm thêm tí nữa margin tiếp ở hàng này hàng tăng trưởng chàng nó vẫn đẹp, nhưng mà hoặc là break chúng ta tăng margin thì có thể là trong đoạn tới thì mình không biết là thị trường nó sẽ rơi về đâu nhé, nhưng mà cái cách vận động của thị trường trong đoạn tới nó có thể như vậy, nên là mình ở đây mình khuyến nghị các chị nên thận trọng ở một mức độ nhất định, và cái phương pháp đầu tư cũ thì chắc là đã đúng. Thì người ta cũng đưa ra một cách lý thuyết đó. Đưa ra một cách lý thuyết này đấy là thị trường nào thì cái phương pháp đầu tư đấy, chứ không thể giữ khư khư được, ví dụ đây là bear market đó, ở đây thì bắt đầu là cái quá trình là suy thoái, có thể là bắt đầu là recovery xong rồi là suy thoái, thì thị trường nó diễn biến trước đúng không ạ, thì có thể là bây giờ nó bước sang cái đoạn này này, thì ở đây cái chiến lược giao dịch nó phù hợp ấy, là thứ nhất là các chị có thể đánh ngược, nhưng mà ở đây chúng ta phải nắm được rất đúng tâm lý thị trường, chúng ta phải nhà bắt đáy thì chúng ta mới có thành công, và cái phương pháp bắt đáy như thế nào có thể chúng ta chia sẻ sau, rồi phương pháp ra hàng như thế nào chúng ta chia sẻ một buổi khác, nhưng ở giai đoạn này này các chị thấy là phải deep value và rất là an toàn, nghĩa là ở đây cái phương pháp đầu tư theo giá trị mà deep value chọn cổ phiếu thật rẻ mà cái hoạt động kinh doanh an toàn có thể là được ưu tiên, nhưng chị bảo là và các chị nên nhớ là một cái pha của chu kỳ kinh tế thì đương nhiên là trên này chúng ta ghi những cái nhóm ngành, thì trong giai đoạn tới thì có thể là cái sự luân chuyển của nó có thể nó ở cái hướng nó còn thận trọng hơn và cái phương pháp đầu tư nó phải khác, ví dụ như là chúng ta đi lên cái giai đoạn thị trường lên ấy, thì chúng ta đầu tư giá trị hay là chúng ta đầu tư tăng trưởng họ đánh theo momentum nó rất là ok, đặc biệt là phương pháp đầu tư tăng trưởng nó rất là phù hợp trong giai đoạn thị trường lên kiếm rất nhiều tiền, nhưng khi mà giai đoạn thị trường xuống ấy, các chị nếu giữ phương pháp đầu tư tăng trưởng ấy, thì khi bối cảnh thay đổi chúng ta giữ phương pháp đầu tư thì chúng ta có thể vấp ngã ngã rất là nhiều, các chị thấy được hay các chị nếu mà trải nghiệm qua rồi thì chị sẽ nhớ những giai đoạn mình chia sẻ lúc nãy ấy, là nền break khỏi nền mua hàng về giảm về nền thủng nền, sau đó chúng ta nếu chúng ta không biết bắt cắt lỗ ra nhồi thêm ở nền nhà mới thủng nền nhà mới sẽ rất nguy hiểm đấy, nên là khi mà thị trường nó đang
ở trạng thái là momentum đi xuống nhiều mà chúng ta áp dụng phương pháp đầu tư tăng trưởng có thể là không phù hợp. Thế thì đọc kỹ lại về chuyện này, nghĩa là thị trường nào, bối cảnh chu kỳ nào này, chu kỳ kinh tế ở đâu này, thị trường như thế nào này, áp dụng phương pháp đầu tư như thế nào cho phù hợp, giá trị tăng trưởng, cổ tức, hay là mua những cổ phiếu mà, hay là đánh theo kiểu bắt đáy, hay là đánh theo kiểu là mua những cổ phiếu thực sự là an toàn và dưới giá trị rất là sâu, và nó ở cái ngành nào. Thì hôm nay đại ý là mình trình bày sơ sơ như vậy để chị có cái ý để chúng ta tham khảo thêm. Mình thì cũng không bao giờ là trình bày chi tiết mà trình bày mức độ là nó khái quát như vậy thôi, để chị nắm được là nó có những cái thế như vậy, và từ những cái ý mình phát ra như vậy các anh chị có thêm cái, nếu các chị đam mê, các chị thấy hay thì có thêm động lực chúng ta tìm hiểu thêm. Thôi, tóm gọn hôm nay là lại là như nào mình phải nói cái này, tại vì ở đây nó đứng giữa cái lựa chọn rất là lớn, đó là chứng khoán bây giờ còn có thể đầu tư hay không, đương nhiên luôn là được đấy, nhưng mà chúng ta phân bổ như nào ở trong cái tỷ trọng tài sản của chúng ta phân bổ như nào ở trong chính cái thị trường cổ phiếu đấy, bài bản thì một cách là như vậy. Và mình cũng muốn nhắc lại, kết lại thôi, thì mình cũng nhắc lại một cái ý mà mình muốn nói là kỹ ở đây, nghĩa là Yellen nhận sai, Bernanke cũng có lúc nhận sai, chúng ta lỗ cũng là điều mình nghĩ là cũng rất là bình thường, nhưng trong những lúc đấy chúng ta hãy tỉnh táo, chúng ta nhận biết, nhận định, đánh giá bối cảnh một cách chính xác, không lạc quan thái quá, không lạc quan một cách vô lý, và biết nhìn nhận vào bối cảnh để đưa ra cái quyết định hợp lý. Và khi mà bối cảnh nó đã có những điều không chắc chắn thì hãy chọn cho mình một hướng đi, đầu tiên là phải bảo toàn cái tài khoản, bảo toàn cái tài sản của mình trước đã, rồi sau đó hãy tính tới những chuyện khác sau. Cảm ơn tất cả anh chị nhé, buổi tối như vậy thôi. À, một lần nữa là cái có lẽ âm thanh không được tốt, mình nghĩ rằng là cái micro hôm trước ấy, Nam với lại mấy thằng em nó tặng mình ấy, thì nó cái đấy xài tốt nhưng mà nó bị hư mất rồi. Cái chị nào mà có, nói chung là này mình cũng không phải là ấy gì nhé, nhưng mà mình không, thực sự là không có thời gian đi mua ấy. Thì cái chị nào nếu mà các chị có thời gian chút ấy, tìm mình một cái mic nhỏ nhỏ xong rồi gửi về giúp mình 7 6 lên live ấy. Nhưng mà một vài người gửi thôi nhé, mà nếu mà gửi thì nhắn tin mình trước xong rồi nhắn lại số tài khoản mình chuyển khoản lại cho nhé. Bao nhiêu tiền thì nói chung là cũng cũng được, nói chung đấy thì làm giúp mình chuyện đấy, hoặc là nếu mà làm chuyện đấy thì nhắn tin cho mình trước để đỡ là mình bảo là có rồi để không ấy, tại vì thực ra mình cũng không có rành về công nghệ xem là cái mic nào là làm cái chuyện này nó tốt, và cũng không có thời gian để đi trực tiếp là đi mua nữa, nên là anh chị nếu mà có theo dõi này này thì nhắn với mình hộ việc đấy, quan tâm mình thì là mình ủng hộ việc đấy nhé, thì nhớ đính kèm cái số tài khoản nhé, mình ở đây mình không phải là xin gì đâu, nên là làm hộ mình việc đấy là rất cảm ơn rồi, thì mình nhắn lại số tài khoản của mình thì mình chuyển lại cái việc mua đấy, thì có gì thì nhắn tin với mình giúp việc đấy thôi. Cảm ơn các chị rất nhiều và hẹn gặp lại trong các buổi tới.